Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Bắc Son bị đề nghị án tử hình. Ngay lập tức, Nguyễn Bắc Son khai làm theo chỉ đạo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cựu Bộ trưởng Truyền thông Cộng sản Việt Nam Nguyễn Bắc Son bị bên công tố Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị đề nghị 14 đến 16 năm tù, cựu Chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà 23 đến 25 năm tù. Riêng ông Phạm Nhật Vũ thì được đề nghị một mức án nhẹ hều thì chỉ từ 3 đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ trong phiên tòa xử vụ Mobifone mua AVG diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội. Đây là ngày xử thứ tư xét xử vụ án này kể từ hôm 16 tháng 12. Lý do tuyên án tử hình theo phía công tố, bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định đứng đầu trong việc thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG vì mục đích tư lợi, đã nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ nên đề nghị mức án tử hình. Tường thuật từ phiên tòa, báo Tuổi Trẻ cho hay trước khi bước vào tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội. Viện Kiểm sát cho rằng kết quả điều tra thẩm vấn công khai tại tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Theo phía công tố, năm 2015, công ty Viễn thông Mobifone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG với số tiền 8.900 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Theo bản cáo trạng nói, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình Mobifone, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đăng Nguyên, Võ Văn Mạnh, Hoàng Duy Quang ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại Mobifone, Bộ Thông tin Truyền thông và Công ty Thẩm định giá EMEX đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư đánh giá về tài chính kinh doanh của AVG, thẩm định giá sử dụng kết quả thẩm định giá trị kinh doanh doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại 6.500 tỷ đồng, tương đương với 258,7 triệu đô la Mỹ. Hai bị cáo có chức vụ cao nhất trong vụ án này là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Cả hai đều từng là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Nguyễn Bắc Son ăn hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, chủ tịch AVG, là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với 3 triệu đô la. Ăn hối lộ từ Lê Nam Trà, chủ tịch Mobifone 700.000 đô la, còn Trương Minh Tuấn ăn hối lộ từ Phạm Nhật Vũ 200.000 đô la. Hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, khi ra tòa, Nguyễn Bắc Son phản cung, phủ nhận hoàn toàn những gì ông ta khai với điều tra viên khi bị giam giữ. Lời phủ nhận của ông hoàn toàn ngược lại với những lời khai của thuộc cấp của ông cũng như Phạm Nhật Vũ trong phiên xử ngày hôm trước, tức không ăn hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ. Tuy nhiên, đến buổi chiều ngày 17 tháng 12 năm 2019, Nguyễn Bắc Son lại xin khai lại và thừa nhận đã ăn hối lộ 3 triệu đô la. Số tiền này Nguyễn Bắc Son ban đầu khai đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền ở Sài Gòn nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó lại khai tiêu xài cá nhân và xin nộp lại để khắc phục hậu quả nhằm được giảm án và nhẹ tội. Khai trước tòa chiều ngày 18 tháng 12, Nguyễn Bắc Son nói rằng riêng vụ Mobifone mua AVG làm theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hôm 19 tháng 12, tòa cho Nguyễn Bắc Son được gặp gia đình để bàn thảo cách khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa sáng ngày 20 tháng 12, Nguyễn Bắc Son bị công tố kết tội có hành vi quyết liệt, có mục đích tư lợi, chỉ đạo cấp dưới thực hiện dự án. Bị cáo Nguyễn Bắc Son giữ vai trò đứng đầu, chỉ đạo mang tính quyết liệt, buộc cấp dưới phải thực hiện. Bị cáo được hưởng cao nhất với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, chịu trách nhiệm cao nhất, đứng đầu trong các bị cáo và có những hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả đặc biệt lớn. Vẫn theo phía công tố, khi bị điều tra, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận hành vi phạm tội nhưng tại tòa bị cáo lúc thừa nhận nhưng lúc thì lại phủ nhận một phần.
Điều này cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn, chưa nhận thức được hành vi phạm tội nên chưa đủ được hưởng mức khoan hồng, cần xử phạt nghiêm khắc. Theo báo Tuổi Trẻ, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên án Nguyễn Bắc Son 16 đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng và mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt của bị cáo Nguyễn Bắc Son phải nhận là mức tử hình. Báo Thanh Niên tường thuật đối với bị cáo Trương Minh Tuấn với trách nhiệm là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son ký nhiều văn bản để triển khai dự án trong hoàn cảnh bị thụ động bắt buộc. Bị cáo Tuấn đã nhận từ bị cáo Phạm Nhật Vũ 200.000 đô la, số tiền ít nhất trong các bị cáo nhận hối lộ nhưng đã tự thú, thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp tiền lại với những số tiền đã nhận. Phía công tố đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Mobile Phone, người ký hợp đồng chuyển nhượng với AVG và chỉ đạo cấp dưới thu xếp tiền để trả được nhận của Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô la. Bị cáo nhận số tiền đặc biệt lớn lẽ ra phải khung hình phạt cao nhất nhưng đã viết đơn tự thú và nộp hết số tiền. Tổng hợp hình phạt, công tố đề nghị tuyên phạt 23 đến 25 năm tù đối với giám đốc của Mobile Phone, đó là Lê Nam Trà. Đối với cựu giám đốc của Mobile Phone Cao Duy Hải, công tố đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù cho bị cáo đã chủ động, tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo. Riêng bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch AVG, đã chủ động tích cực khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho Mobile Phone và các chi phí phát sinh, chủ động thú nhận hối lộ, thực sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Công tố đề nghị mức án từ 3 đến 4 năm tù. Liên quan đến phiên xét xử vụ Mobile Phone mua AVG ngày 18 tháng 12, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai trước tòa rõ ràng rằng ông không phải là kẻ chủ mưu, cầm đầu thương vụ AVG. Mọi thứ đều có sự phê duyệt và làm đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng, thời điểm đó là Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo chính phủ. Ông Nguyễn Bắc Son nói tôi không phải là người cầm đầu. Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu AVG. Sau khi bị cáo Nguyễn Bắc Son được dẫn giải vào phòng xét xử, ông cho biết sức khỏe của mình đã ổn định hơn, có thể trả lời rõ ràng rành mạch câu hỏi của hội đồng xét xử. Cựu Bộ trưởng xin được trình bày trong vòng 30 phút về quyết định chỉ đạo dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngoài ra, ông xin với hội đồng xét xử cho phép gặp gia đình và luật sư để sớm khắc phục hậu quả. Tôi xin có ý kiến, xin hội đồng xét xử cho phép tôi được gặp gia đình và luật sư để sớm khắc phục hậu quả. Tội danh tôi đã nhận nên luật sư không cần phải bảo chữa về những tội danh của tôi nữa, ông Nguyễn Bắc Son nói. Ông Nguyễn Bắc Son đồng thời cũng phủ nhận bản thân không hứa hẹn đưa ông Trương Minh Tuấn lên làm bộ trưởng nếu thương vụ chót lọt. Bắt đầu trình bày, ông Son phát biểu rõ ràng rành mạch. Ông cho biết vụ án diễn ra trong năm 2015 xuất phát từ nhu cầu phát triển của Mobile Phone. Trong thời buổi hội tụ thông tin viễn thông và truyền hình, tôi thấy đây là đúng hướng. Tuy nhiên trong thời gian đó Mobile Phone đã có những văn bản trình lên bộ. Tôi sau đó trực tiếp bút phê vào các văn bản 337, 1412 và chuyển vụ quản lý nghiệp vụ cho cơ quan tham mưu và có ý kiến tôi nên tôi thấy đó là hợp lý, bị cáo Nguyễn Bắc Son nói. Tôi tham gia chỉ đạo ngay từ đầu trong quá trình có hai thứ trưởng tham gia, ông Trương Minh Tuấn tham gia từ khi AVG đề nghị bán ra nước ngoài. Tôi giao cho ông Tuấn theo dõi và cũng có bút phê đây là dự án truyền hình có nên bán ra nước ngoài hay không. Sau này trong quá trình triển khai tôi có nói với anh Tuấn hỏi ý kiến của Bộ Công an. Anh Tuấn sau đó gửi 3 văn bản đến Bộ Công an. Anh Tuấn đã thông qua dự thảo lần 1, có bút phê đồng ý vào dự thảo lần 2. Sau đó 3 ngày tôi cũng có bút phê đánh giá toàn bộ dự án này để làm cơ sở trình chính phủ, cựu bộ trưởng khẳng định.
Đặc biệt, rất nhiều lần cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhắc lại rằng mình chỉ bút phê chỉ đạo cấp dưới ký phê duyệt đầu tư dự án theo tinh thần chỉ đạo của cựu Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Theo lời của ông Nguyễn Bắc Son, ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 2678 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao bộ thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án. Cụ thể, theo lời khai của ông Son, nếu một trong ba bộ phản đối, dự án sẽ không thể thực hiện. Theo cựu Bộ trưởng, Bộ Công an có chức năng trong phòng chống tội phạm nên xin ý kiến. Nội dung này do vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Phạm Đình Trọng soạn thảo để ông Trương Minh Tuấn ký. Bút phê là giao vụ quản lý doanh nghiệp thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng chứ không phải theo tinh thần của cá nhân tôi. Từ đó trở đi, vụ quản lý doanh nghiệp cũng không xây dựng văn bản nào với tinh thần như trên. Bút phê của tôi không có nghĩa là chỉ đạo dự án này phải thực hiện ngay trong năm 2015. Đề nghị Mobifone cho đề án là thực hiện dự án trong năm 2015. Một số người hiểu rằng phải thực hiện ngay dự án trong năm 2015 là không đúng với tinh thần của tôi, ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh. Theo đó, ông Nguyễn Bắc Son cũng thừa nhận trước tòa khi nhận văn bản 2678 có bút phê ngày 15 tháng 12 cho vụ quản lý doanh nghiệp xây dựng văn bản chỉ đạo Mobifone thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ khi đó là Nguyễn Tấn Dũng theo công văn 2678. Văn bản trả lời của Bộ Công an chỉ nhấn mạnh quá trình quy trình thực hiện Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thực hiện dự án thận trọng, xác định yếu tố an ninh văn hóa. Dự án không thuần túy về mục đích phát triển của Mobifone mà còn góp phần vào hệ thống truyền hình hiện đại toàn quốc giúp ổn định văn hóa tư tưởng. Đối với Bộ Tài chính, với nội dung mua bán cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp không thuộc chức năng của đơn vị quản lý nhà nước, Bộ Tài chính xác nhận 3 đơn vị thẩm định giá mà Mobifone thuê đã được cấp phép hoạt động. Ngoài ra, ông Nguyễn Bắc Son cũng băn khoăn việc kết luận điều tra cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đều cho rằng ông nắm vai trò chủ mưu, cầm đầu trong thương vụ Mobifone mua AVG. Trong vụ án này, không có ai là chủ mưu, cầm đầu cả, ông Nguyễn Bắc Son khẳng định. Thương vụ Mobifone mua AVG, ông Nguyễn Bắc Son nói mình làm đúng, đã thận trọng nên tiếp tục tham khảo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định do Thủ tướng có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nên bản thân nghĩ rằng mình làm đúng rồi mới chuyển cho ông Trương Minh Tuấn ký. Sau này khi cơ quan thanh tra vào cuộc, anh Trọng cũng soạn văn bản gửi Bộ trưởng Tuấn ký văn bản báo cáo thanh tra. Ban Bí thư cho rằng Thông tin và Truyền thông đã làm đúng. Đến khi thanh tra công bố kết luận ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn có văn bản khẳng định rằng mình làm đúng. Lúc đó là hiểu như thế. Đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc đưa ra các bằng chứng, cơ quan điều tra chỉ ra các sai phạm thì chúng tôi mới thấy mình làm sai. Khi làm tường trình, tôi cũng viết rõ dự án này phải áp dụng một số điều khoản nữa mà cơ quan điều tra đã chỉ rõ, cựu Bộ trưởng này trình bày. Vậy có đúng bị cáo khai đưa tiền cho con và đầu tư thì là đầu tư vào đâu? Có đúng tôi khai như thế, ông Son đáp lại. Tại cuộc đối chất với con gái Nguyễn Thị Thu Huyền, bị cáo tiếp tục thừa nhận việc đưa tiền cho con gái. Tại đại diện Viện Kiểm sát hỏi, ông Son ngập ngừng rồi khai, vì lý do sức khỏe của tôi nên vẫn nói như thế, thực sự như phiên tòa ngày hôm qua. Khi bị Viện Kiểm sát ngắt lời yêu cầu ông xác nhận có đúng khai như thế hay không, ông Nguyễn Bắc Son cho biết, tôi trả lời nội dung trên là không đúng, lúc đó tôi nghĩ chỉ là làm sao giữ được tính mạng. Đại diện Viện Kiểm sát hỏi về mục đích sử dụng 3 triệu đô la, ông Son chỉ đáp,
Tôi không nhớ rõ là đã sử dụng vào những việc gì, không nhớ hết được. Thẩm phán Trương Việt Toàn sau đó yêu cầu các luật sư không nêu thêm câu hỏi liên quan đến khoản tiền nhận hối lộ 3 triệu đô la vì bị cáo đã thừa nhận và không yêu cầu luật sư bào chữa thêm về tội danh này. Kết thúc phiên tòa thẩm phán chiều ngày 18 tháng 12, hội đồng xét xử cho hay ngày 19 tháng 12 tòa nghỉ và đến ngày 20 tháng 12 lại tiếp tục về phần tranh luận. Mình xem tòa xử các quan lớn Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn qua mấy bài tường thuật video clip trên các báo thấy có mấy cái hay hay. Cái thứ nhất, cái vành móng ngựa bây giờ thay bằng cái bục khai báo, nom đỡ sợ hơn, nhưng không biết dân thường ra tòa có bình đẳng như vậy hay không, hay vẫn trước vành móng ngựa. Cái thứ hai, bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn thấy có lúc đứng, có lúc ngồi dưới hàng ghế, cầm micro, ngồi nói như trong hội thảo đạo đức cách mạng. Mấy ông không xứng đáng là bị cáo như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh hồi nào mà xưng tôi trước tòa. Nhưng thấy bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc Mobile Phone lại đứng trước tòa bục khai báo và xưng là bị cáo chứ không được đứng tại chỗ dưới hàng ghế để nói hay được ngồi như hai ông nguyên bộ trưởng. Như vậy có bình đẳng trước tòa hay không nhỉ? Thứ ba, thấy ông Son đứng, ông Tuấn trả lời xong thẩm phán lại cảm ơn rất lịch sự. Cứ như phát biểu chỉ đạo hội nghị, không biết các bị cáo khác, nhất là dân thường, trả lời xong có được các thẩm phán cảm ơn như thế không nhỉ? Tóm lại phiên tòa xử các quan lớn có vẻ ta đánh ta nhẹ nhàng chứ không đằng đằng sát khí đầy uy hiếp như xử các công dân bị quy tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án trước công lý mà mới xét hỏi đã thiên lệch như vậy rồi. Thứ tư, ông Nguyễn Bắc Son lúc chối lúc nhận 3 triệu đô la nhưng rồi lại nhận lúc bảo đưa cho con rồi lại nói là không đưa, cũng không nhớ tiêu vào việc gì. Nhưng cuối cùng ông hứa sẽ sớm trả lại để khắc phục hậu quả. Vì thế nên phiên tòa xét xử ngày 19 tháng 12 năm 2019 sẽ tạm hoãn để cho ông Nguyễn Bắc Son khắc phục hậu quả. Lê Nam Trà khai nhận 2,5 triệu đô la, còn các loại làng nhàng nhận 200 đến 300 ngàn đô la, rồi còn bôi trơn các cấp các ngành không biết đâu mà tính. Kinh hãi cho sự liều lĩnh của các quan lớn dám lấy gần 9.000 tỷ đồng từ ngân sách đi mua cái của nợ rồi phù phép chia nhau. Còn bao nhiêu vụ kinh hoàng như thế mà hơn thế nữa chưa được làm rõ. Thứ năm, hồi chót của vở kịch nếu phát triển đến cao trào thì hấp dẫn đấy, vì Trương Minh Tuấn đổ hết tội cho Nguyễn Bắc Son, còn Nguyễn Bắc Son thì đổ hết tội cho Nguyễn Tân Dũng. Nào vì bộ trưởng đã bút phê nên Tuấn mới ký, nào là bộ trưởng Bắc Son đã chỉ đạo đưa vụ AVG vào bí mật. Còn cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai làm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Chả nhẽ vở kịch lại dừng ở vùng cấm thì khán giả cụt hứng quá nhỉ. Trong khi đó, mặc dù bị cáo buộc đưa hối lộ lên đến 6,2 triệu đô la cho các quan chức, Phạm Nhật Vũ chỉ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Theo báo mạng Zing, trong vụ ABG bán cổ phần cho Mobifone, Viện Kiểm sát quy kết ông Nguyễn Bắc Son giữ vai trò đứng đầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án. Do đó, ông phải là người chịu trách nhiệm chính về hậu quả gây ra và là người chịu trách nhiệm cao nhất trong số 14 bị cáo ở vụ này. Viện Kiểm sát cũng cho rằng số tiền chiếm đoạt 3 triệu đô la của ông Nguyễn Bắc Son chưa nộp lại, cho nên dù ông có những tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đủ hưởng mức khoan hồng của pháp luật. Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù giam, trong đó có 8 đến 9 năm tù về tội nhận hối lộ 200.000 đô la Mỹ. Cựu chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà nhận hối lộ 2,5 triệu đô la Mỹ bị đề nghị 23 đến 25 năm tù cho hai tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu tổng giám đốc Mobifone Cao Duy Hải bị đề nghị tổng mức án từ 14 đến 16 năm tù. Cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ bị đề nghị mức án cho tội đưa hối lộ là 3 đến 4 năm tù giam. Các bị cáo còn lại trong nhóm các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Mobile Phone, công ty thẩm định giá
EMEX như Phạm Đình Trọng, Phạm Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng lần lượt bị Viện Kiểm sát đề nghị nhận mức án từ 2 đến 6 năm tù. Bạn có biết nếu chót lọt phi vụ AVG, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Vũ ấm trọn 7.000 tỷ đồng, hơn 300 triệu đô la, tiền thuế của nhân dân Vũ chỉ chi lại cho Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son có 3 triệu đô la, Lê Nam Trà, sale của Mobifone, Cao Duy Hải là 3 triệu đô la. Riêng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ nhận có 200.000 đô la và Phạm Nhật Vượng để bán đứng 7.000 tỷ quốc khố. Nếu chỉ vậy thì tham không ra tham mà ngu thì giành hết phần của thiên hạ. Tuy nhiên Trương Minh Tuấn bò đến mức chức thượng thư thì làm sao mà ngu được. Những vụ án như thế này chỉ phần nổi của tảng băng chìm, qua vụ này gợi nên những suy nghĩ cần phải suy nghĩ. Chỉ sau một cái nhấp chuột, em trai của Phạm Nhật Vượng ấm trọn 7.000 tỷ tiền thuế của nhân dân, chỉ tốn có một số tiền đút lót rất nhỏ khoảng 6 triệu đô la, tức khoảng 130 tỷ Việt Nam đồng. Làm giàu kiểu này thì cướp banh hay buôn heroin cũng phải gọi bằng cụ. Phải chăng bảo Huỳnh Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng và các nhà đầu tư và tư bản cách xù đã tay không bắt giặc bằng những phù phép na ná? Phải chăng lương của các quan chức thấp nhưng ai cũng giàu có, nhà lầu, xe sang, còn du học nước ngoài vân vân là do những thu nhập đen giống như vụ AVG? Phải chăng các quan lớn nhỏ nào mà mạnh miệng giao giảng đạo đức, soạn cả sách giáo huấn là để cả vú lấp miệng em để che đậy những tội lỗi của mình, thậm chí thắt chặt tự do ngôn luận, tự do báo chí mà hiến pháp sửa đổi 2013 đã hiến định, đặc biệt còn hạn chế mạng xã hội là để việc nhận hối lộ của mình không bị nhân dân bóc mẽ? Phải chăng cần xem lại luật bảo vệ bí mật nhà nước, tránh không để tái diễn như vụ AVG lợi dụng bí mật nhà nước để không cho bất cứ ai biết được tí gì về vụ cấu kết giữa quan chức và bọn tư bản thân hữu để trộm cắp hàng ngàn tỷ của ngân sách là tiền thuế của nhân dân? Phải chăng luật pháp đã buông lỏng những vụ tày đình như vụ trưởng Bộ Công Thương ngang nhiên dùng xe công, còn hơn thế nữa dùng đoàn công xa có công an dẫn đường vào tận cầu thang máy bay để đón rước vợ bộ trưởng như rước một chính khách, đã làm cho các quan chức bộ ngành tha hồ tự tung tự tác, dẫn đến những vụ trộm cắp quốc khố có thể lên đến hàng ngàn tỷ như vụ AVG, làm ngân sách nhà nước như dòng sông đã cạn? Hoàn toàn không tin hai ông bộ trưởng không biết vụ AVG đem lại lợi nhuận cho Phạm Nhật Vũ 7.000 tỷ đồng, nên chắc chắn hai ông ấy không ngu đến mức chỉ nhận không đầy 1% lợi nhuận. Nguyễn Bắc Son nhận 3 triệu đô la, Trương Minh Tuấn nhận 200.000 đô la, tổng cộng không đầy 1% của hơn 300 triệu đô la mà Phạm Nhật Vũ bỏ túi. Cần đặt lại vai trò quản trị của chính phủ khi để cho các bộ trưởng trong nội các thụt két hàng ngàn tỷ đồng quốc khố trước mũi mình, và liệu có chắc là nội các của chính phủ chỉ có một mình Bộ Thông tin và Truyền thông trộm cắp? Thật sự dùng mình khi biết người ta bỏ túi gọn gàng 7.000 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân. Nếu đem so sánh với mức lương công nhân 5 triệu đồng một tháng thì không dùng mình mới là lạ. Có câu rằng nhân dân yên tâm, mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo. Như thế này đây, người dân phải siêu cao thuế nặng đến bao giờ mới đủ bù đắp cho các quan trộm cắp hàng ngàn tỷ đồng quốc khố? Liên quan đến vụ Mobifone mua công ty nghe nhìn toàn cầu AVG gây thiệt hại 6.500 tỷ vốn của nhà nước, các quan chức nhận hối lộ hơn 140 tỷ đồng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hay anh Ba X lại được kéo vào màn tranh tụng tại tòa. Báo Thanh Niên giật tít, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai làm theo tinh thần của chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng tinh thần chỉ đạo và chỉ đạo khác hẳn nhau. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích cáo trạng nêu Văn phòng Chính phủ có công văn số 2678 ra ngày 14 tháng 12 năm 2015. Mà theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận chủ trương cho Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện
dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Cáo trạng cũng nói đây không phải là quyết định chủ trương đầu tư mà chỉ là thông báo. Hơn nữa, thông báo cũng nói việc mua cổ phần phải làm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu Mobifone mua AVG theo đúng giá trị trên sổ sách và thị trường thì đã không có vụ án này. Như vậy, hiện tại khó có thể kéo ông Nguyễn Tân Dũng vào vụ làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mà trên thực tế đã được cựu lãnh đạo AVG, ông Phạm Nhật Vũ, em trai người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, hoàn toàn khắc phục hậu quả. Cho tới giờ phút này, nhà nước không còn thiệt hại tỷ nào nữa mà thiệt hại cả ngàn tỷ đồng giờ dồn về cho gia đình ông Vũ, theo lời vợ ông. Những lời khai của ông Son về ông Nguyễn Tấn Dũng từ nay về sau về lý thuyết cũng kém thuyết phục vì tính bất nhất trong những lời khai trong mấy ngày đầu xử án. Lúc ông bác bỏ chuyện nhận 3 triệu đô la tiền hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ, lúc lại thừa nhận đã nhận tiền. Ông Son lúc đầu cũng khai đưa 3 triệu cho con gái, sau nói không đưa con gái mà chi tiêu cá nhân. Còn tiêu 3 triệu đô la vào những việc gì thì ông không nhớ. Điều này lẽ ít gây tranh cãi hơn là chỉ một ngày sau khi nhận được tinh thần chỉ đạo của ông Dũng, ông Son đã lệnh cho cấp dưới phải thực hiện ngay việc mua AVG với giá 8.900 tỷ đồng trong năm tài chính 2015, để rồi 10 ngày sau việc mua bán đã được thực hiện xong vào đúng ngày Giáng sinh. Phi vụ mua AVG với giá trên trời để các quan chức được lại quả hơn 140 tỷ đồng, con số có thể nói là khá khiêm tốn so với giá trị hợp đồng diễn ra chưa đầy một tháng trước Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà tại lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng đã không thể trở thành Tổng Bí thư như mong muốn. Cú ngã trên chính trường của ông Dũng kéo theo hàng loạt các hệ lụy, trong đó có vụ AVG hiện nay, vụ dầu khí khiến Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đang ngồi tù, và vụ gang thép Thái Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải bị cáo buộc có vi phạm tới mức phải xem xét kỷ luật. Các bị cáo trong phiên xử vi phạm về quy định đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ đều nói họ làm theo lệnh của cấp trên. Điều này khiến cho công chúng không thể không đặt câu hỏi họ là con nít hay những quan chức có suy nghĩ độc lập. Bài học cho các quan chức chưa bị lộ khác và các quan chức nói chung đã cần nhận ra là sẽ không có ai bảo vệ họ nếu họ ăn cứt gà sáp khi bị xui khiến. Bài học khác là đã có gan ăn hối lộ tới cả triệu đô thì cũng nên có gan nhận đã tiêu gì và khắc phục hậu quả đủ để khỏi bị tiêm thuốc độc. Giờ hẳn các bị cáo sẽ tiếc không ủng hộ việc cải cách hệ thống tư pháp bị Đảng chỉ đạo, vốn coi trọng những lời khai hơn những bằng chứng cụ thể. Có lẽ cựu bộ trưởng tên Son cũng hối tiếc không kêu gọi chính quyền hủy bỏ án tử hình khi còn có chút chức quyền, ngay cả khi lời kêu gọi đó có rơi vào quên lãng. Ngoài ra, nếu nền tư pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự độc lập, khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải xuất hiện tại các phiên tòa tham nhũng tới đây, ngay cả trong vai trò làm chứng là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng kể cả khi nền tư pháp không độc lập, chuyện ông có thể bị kéo vào các vụ án khác cũng không thể loại trừ. Khi các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời cảm thấy họ có thể và phải làm như vậy để phục vụ mục đích chính trị trước Đại hội 13 trong hơn một năm nữa, họ sẽ không ngần ngại gì mà không cố. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.